Chương 11 Nguy cơ tiến đến, bế quan đột phá Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Nguyệt gia, bọn hắn hiện tại phỏng chừng đều bản thân khó bảo toàn Lời này vừa nói, vương giang hai nhà lập tức tò mò nhìn hắn, muốn biết nguyên nhân Gặp cái này, sở gia gia chủ nội tâm đối hai người lộ ra một chút thần sắc khinh thường tới Chính là ếch ngồi đáy giếng, như vậy sự kiện, dĩ nhiên cũng không biết không sợ nói cho các ngươi biết chúng ta hiện nay vị này vương thượng đã đến gần đất xa trời tình trạng lời này vừa nói hai người lập tức giật mình bất quá bọn hắn lại giật mình tới hiện nay vương thượng thượng vị thời điểm tuổi tác vốn là lớn tăng thêm những năm này hắn phóng túng dục vọng quá mức tại con đường tu luyện bên trên lại tiến bộ chậm chạp nhiều năm như vậy cũng không có đột phá tới thiên tượng cảnh đại tông sư cảnh giới phải biết thần hải cảnh thọ nguyên chỉ có 400 năm, hắn thượng vị thời điểm đã hơn 300. Bây giờ, dựa vào dược vật tới kéo dài tính mạng, cũng không xê xích gì nhiều. Chỉ là, cái này cùng bọn hắn có quan hệ gì ư? Tự hồ là nhìn ra hai người nghi hoặc, sở gia gia chủ tiếp tục giải thích lên. Bây giờ vương đô bên kia, mỗi đại vương tử tranh đoạt đến gây cấn giai đoạn, nguyệt gia gia chủ mùi mùi có một con, bây giờ cũng tham dự đoạt đích bên trong, Nguyệt Gia đã tự động chỗ đứng. Đáng tiếc, vị vương tử này tuy là bởi vì mẹ hắn nguyên nhân rất được sủng ái, nhưng cuối cùng phát triển quá ngắn, so với cái khác vương tử, kém quá nhiều. Nguyệt Gia tuy là rất mạnh, nhưng mà đặt ở vương đô dạng này trung tâm vương triều bên trong, liền có chút bình thường, hiện tại Nguyệt Gia, thế nhưng bị rất nhiều thế lực nhìn kỹ đây, chỉ là một cái diệt gia, bọn hắn căn bản không quản được. Đồ hải đao tông vốn là thuộc về trung lập thế lực, là các phương lôi kéo đối tượng, nếu là bởi vì Diệp Gia đắc tội bọn hắn, để nó xếp hàng đến đối thủ bên trong, vậy liền được không bù mất. Huống hồ, theo Nguyệt Gia đem Nguyệt Như Sương gã cho Diệp Gia liền nhìn ra, bọn hắn đối Diệp Gia cũng không phải cực kỳ để ý, bất quá là muốn trả nợ nhân tình thôi. Hiện tại Nguyệt Gia bản thân khó đảm bảo, há lại sẽ đi để ý Diệp Gia, cái kia Nguyệt Như Sương nói thật dễ nghe điểm là thánh nữ, nói khó nghe, liền là một cái củi mục đã sớm bị Nguyệt gia buông tha. Nguyên cớ, đối phó Diệp gia, chúng ta căn bản không cần để ý Nguyệt gia thái độ. Nghe đến đó, Vương Giang hai nhà gia chủ vậy mới thở phào nhẹ nhõm. Bất quá bọn hắn vẫn là có chút do dự. Diệp gia tốt xấu là đời trước đoạt đích tranh giành bên trong còn sống sót gia tộc, phát triển thời gian rất dài, không chừng còn có bài tẩy gì đây. Gặp cái này, Sở gia gia chủ cũng là có chút điểm nổi giận lên. Hắn không nghĩ tới hai cái này gia chủ như vậy sợ cẩn thận như vậy phải biết hai năm trước bọn hắn cùng chính mình cướp đoạt diệp gia tài nguyên thời điểm cũng không phải dạng này a à. gặp cái này cũng không thể không lấy ra đòn sát thủ yên tâm đi đồ hải đao tông đã sẽ phái nhị trưởng lão tới trước tọa trấn bảo đảm từ trên xuống dưới nhà họ diệp không một người có thể chạy trốn đến lúc đó các ngươi biểu hiện tốt lời nói nói không chắc sẽ đạt được hắn tán thưởng cùng hữu nghị lời này vừa nói hai đại gia chủ lập tức hai con người sáng lên đồ hải đao tông nhị trưởng lão đây chính là một tôn uy tín lâu năm thiên tượng cảnh đại tông sư trăm năm trước liền từng danh chấn đại hạ vương triều tồn tại nếu là có thể cùng vị trưởng lão này kết giao một phen đối bọn hắn gia tộc phát triển tất nhiên có trợ giúp huống hồ bọn hắn cùng dịp gia sớm đã kết thù giờ phút này có sở gia dẫn đầu bọn hắn làm sao vui mà không vì đây ngay tại hai người chuẩn bị mở miệng thời điểm, đột nhiên, liền sở gia gia chủ tại bên trong, ba người chỉ cảm thấy đến không gian giới chỉ trong tay lấp lóe mấy lần. Bọn hắn không có suy nghĩ nhiều, lấy ra tới, chính là một đạo truyền âm ngọc giảng. Rất nhanh, một tin tức truyền vào lỗ tai của bọn hắn bên trong. Diệp gia tìm đến một đầu nguyên khí khoáng thạch mạch, ước chừng ba ngàn dặm. Cái tin tức này vừa ra, tam đại gia tộc ánh mắt lập tức đỏ lên. Nguyên khí khoáng thạch mạch a, à, nếu là bọn họ có thể có được, gia tộc tất nhiên có thể bay lên. Chỉ một thoáng, Vương Giang hai nhà gia chủ không nói hai lời, trực tiếp mở miệng. "Sở huynh yên tâm, hủy diệt Diệp gia, chúng ta không thể chối từ, chỉ là nguyên khí kia khoáng thạch mạch." Sở gia gia chủ ánh mắt nhất chuyển, theo sau cười nói, "Yên tâm, đều loại này khoáng mạch, Đồ Hải Đao tông tất nhiên chướng mắt, đến lúc đó chúng ta thông qua xuất lực bao nhiêu tới phân chia." như thế nào như vậy rất tốt hai đại gia hiện chủ lập tức vừa ý mở miệng theo sau tam phương lại thương nghị một phen sau đó vậy mới mỗi người rời đi nhìn xem hai đại gia chủ rời đi bóng lưng thẳng đến bọn hắn biến mất không thấy gì nữa hắn mới thu lại trên mặt mình ý cười một vòng hàng quan tại trong mắt lấp lóe một tia cười lạnh treo ở khóe miệng ha ha bằng các ngươi cũng xứng chiếm cứ nguyên khí khoáng thạch mạch hiển nhiên vị này sở gia gia chủ giả tâm rất lớn cũng không tính cùng người chia sẻ huống chi hắn một lòng muốn cho sở gia trở thành lôi vân quận đệ nhất gia tộc há lại sẽ thả lần này cơ hội nguyên khí khoáng thạch mạch ngược lại có thể mượn cơ hội này dựng vào nhị trưởng lão đường dây này giúp ta sở gia triệt để ngồi vững vàng lôi vân quận nhà thứ nhất vị trí hắn cũng biết chỉ dựa vào sở gia muốn nuốt vào lá vương sông tam đại gia tộc có chút người si nói mộng nhưng nếu là có một tôn thiên tượng cảnh đại tông sư trợ giúp, vậy khẳng định không có vấn đề chút nào. Hạ quyết tâm sau đó, hắn cũng là rời đi đại sảnh, đi tới sở gia một chỗ trong đại viện. Theo sau, hắn cung kính hành lễ, không lưng. Sở gia sở nhân tâm, cầu kiến nhị trưởng lão. Vào đi. Tháng 6 nhiệt độ không khí đều là đặc biệt nóng bức, dù cho là có tu vi tại thân, mọi người cũng là cảm giác được một chút bực bội tiếng vào lôi vân quận đột nhiên lộ ra có chút tiêu sắc, rất nhiều cỡ lớn phiên chợ cùng thương hội đều đột nhiên đóng lại. Có lòng người lập tức cảm giác được không ổn, nhộn nhịp đi vào từ trong nhà, đóng chặt lại cửa chính. Bọn hắn đều là lôi vân quận cư trú lão nhân, tự nhiên cảm giác được có cái gì không đúng. Quả nhiên, không qua bao lâu, dịp gia trong trú địa, một tiếng kinh thiên nổ hống, truyền khắp toàn bộ lôi vân quận quận thành. Âm âm. Sở nhân tâm, các ngươi tam đại gia tộc ý tứ gì? Muốn cùng dịp gia không chết không thôi ư? Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 12 Tam đại gia tộc hiện, Nguyệt Như Sương xuất thủ. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Một tiếng đinh tai nhức ốc tiếng nổ vang truyền đến, vang vọng ở trên không, sinh sôi không ngừng. Mọi người chỉ cảm thấy đến âm thanh một trận quen tai, lập tức nghĩ tới đây chẳng phải là dịp gia đại trưởng lão âm thanh ư hắn nói sở nhân tâm không phải là sở gia gia chủ chẳng lẽ lấy sở gia cầm đầu tam đại gia tộc muốn tiêu diệt dịp gia nghĩ tới đây vô số người chỉ cảm thấy đến nội tâm một trận kinh hãi rốt cuộc biết vì sao hôm nay bên ngoài sẽ như cái này tiêu điều mà giờ khắc này dịp gia trong trú địa lấy đại trưởng lão cầm đầu ngủ đại trưởng lão nhìn xem bị oanh nát dịp gia cửa chính trú địa hướng về cá vọt mà vào tam đại gia tộc cường giả trận mắt nhìn. Gặp cái này, sở nhân tâm trực tiếp lựa chọn coi thường. Hắn lạnh lùng đôi mắt hướng về dịp gia quét qua, vậy mới về tới đại trưởng lão trên mình. Dịp uy vũ, kể từ hôm nay, trong lôi vân quận này, sẽ không còn dịp gia. Lời này vừa nói, dịp gia cả đám lập tức nổi giận. Đối phương ý tứ rất rõ ràng, đây là muốn diệt dịp gia tiết tấu A. À. Đại trưởng lão càng là giận quá thành cười. Chỉ bằng ngươi? Sở Nhân tâm lạnh lùng cười một tiếng. Chỉ bằng chúng ta. Đại trưởng lão trong mắt lạnh như băng tại Tam đại gia tộc gia chủ trên mặt quét qua, lạnh ý mười phần. Nhưng mà, trong nội tâm hắn lại sinh ra một chút to lớn áp lực. Hắn biết, Diệp gia nguy cơ đến, nếu là không có vượt qua, chỉ sợ Diệp gia thật nếu không lại tồn tại. Nghĩ tới đây, hắn không kềm nổi một trận không cam lòng lên nghĩ đến dịp vô thương vừa mới sinh ra đại tiểu thư dịp chỉ hân, còn có nhị công tử dịp tử lan hai người cái kia không có gì sánh kịp thiên phú kinh khủng nếu để cho bọn hắn thời gian để cho hai người trưởng thành tương lai dịp gia đừng nói cái này lôi vân quận cho dù là toàn bộ đại hạ vương triều thậm chí một châu địa phương đều khốn không được dịp gia đáng tiếc hiện thực nhưng căn bản không cho bọn hắn cơ hội này a à nghĩ tới đây, hắn không kềm nổi đối tâm phúc thử ánh mắt, hiển nhiên là để hắn thông tri dịp vô thương đi nghĩ biện pháp mang theo hài tử đi trước. Đáng tiếc, cái kia tâm phúc vừa mới muốn động, vương gia gia chủ vương tân lại đột nhiên xuất hiện, đem nó một kiếm đứt cổ. Dịp uy vũ, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, cái này lôi vân quận ta tam đại gia tộc đã bày ra thiên la địa võng, ngươi dịp gia cả nhà trên dưới, một cái cũng đừng nghĩ đào tẩu. Nói xong, tam đại gia chủ trực tiếp phất tay, cùng tiếng quát lên. Dết. Kèm theo một tiếng này, tam đại gia tộc cường giả nhộn nhịp đánh tới. Diệp gia cường giả gặp cái này, cũng là không cam lòng yếu thế, nhộn nhịp xuất thủ. Nháy mắt, liền có mấy mười người chết oan chết uổng. Mà trong đó, dĩ nhiên lấy tam đại gia tộc cường giả càng nhiều. Một màn này, để tam đại gia chủ đều không nghĩ tới. Cái này tất nhiên may mắn mà có dịp vô thương cống hiến ra tới địa cấp công pháp và võ kỹ, còn có thiên cấp võ kỹ. Công pháp ở giữa, cho dù là trung phẩm cùng thượng phẩm ở giữa khoảng cách, đều tự như hồng câu, càng chưa nói huyền cấp cùng địa cấp giữa. Dịp gia, quả nhiên không đơn giản. Tam đại gia chủ liếc nhau, nội tâm dĩ nhiên sinh ra một chút bất an, đồng thời, sát ý càng nồng nặc lên. Có chút ý tứ, dịp uy vũ, đáng tiếc, ngươi diệt gia thần hải cảnh tông sư cường giả, vẫn là thiếu một chút. Nói xong, tại ba người sau lưng, trọng vẹn có hơn 30 tôn cường giả đứng dậy, mỗi người trên mình, đều bạo phát ra thần hải cảnh tông sư cường giả khí thế. Trong đó, lấy tam đại gia tộc gia chủ khí thế kinh khủng nhất, đều là thần hải cảnh tầng chín đỉnh phong. Một màn này khí thế bạo phát, để xung quanh che giấu quan chiến mỗi đại thế lực cường giả cũng vì đó giật mình dĩ nhiên ra nhiều như vậy tông sư cường giả, đây là bất diệt diệp gia thề không bỏ qua ý tứ A. Đây vẫn chỉ là một bộ phận, còn có một chút ẩn giấu ở lôi vân quần mỗi một lối ra, tức là làm phòng ngừa người, người diệp gia chạy trốn A. Nhìn tới, hôm nay cái này diệp gia, là tài kiếp khó thoát. Diệp gia chỉ có 5 cái tông sư, đối đầu nhiều như vậy tông sư cường giả, cơ hồ không có khả năng sinh tồn. Trừ phi, Nguyệt gia sẽ có cường giả tới trước đừng nghĩ nguyệt gia bây giờ tinh lực đều đặt ở đoạt đích bên trên há lại sẽ để ý diệp gia chết sống đây cũng là nhìn tới diệp gia là giữ nhiều lành ít a à. khó có thể tưởng tượng đã từng lôi vân quận đệ nhất thế lực bây giờ dĩ nhiên đến cũng diệt vong tình trạng a à. giờ phút này nhìn thấy diệp gia hiện trạng mọi người không khỏi thổn thức cảm khái mà giờ khắc này giữa sân một đám tông sư cường giả cũng vết chiến trường sở nhân tâm Ta diệp gia há lại dễ như vậy diệt, khởi trận. Kèm theo đại trưởng lão gầm lên giận dữ, chỉ một thoáng, không ít người diệp gia đột nhiên sáu người thành đoàn, linh khí hội tụ tại một chỗ, kết thành một cái cỡ nhỏ trận pháp. Những người này toàn bộ đều là ngừng đan cảnh hậu kỳ võ giả. Theo sau, bọn hắn dựa vào trận pháp này, trực tiếp cuốn lấy một tôn tông sư, cùng hắn chiến đấu lên. Trong lúc nhất thời, những tông sư này cường giả, dĩ nhiên cầm bọn hắn không có cách nào. Một màn này, nhìn tất cả mọi người cảm khái không thôi. Xứng đáng là Diệp Gia, tại trăm năm trước sống sót thế lực, nội tình quả nhiên bất phàm A. À. Dựa vào thần bí trận pháp, dĩ nhiên ngăn cản gần 20 tôn tông sư cường giả, dĩ nhiên chưa từng nghe nói qua. Đáng tiếc, trận pháp này chỉ nhằm vào ngưng đan cảnh hữu dụng, bằng không, ngũ đại tông sư liên thủ, đủ để bạo phát thiên tượng đại tông sư thực lực, triệt để xoay chuyển chiến cuộc. đúng vậy a, à, hơn nữa bọn hắn phỏng chừng cũng chỉ có thể ngăn cản thời gian nửa nén hương, thời gian vừa đến, tất nhiên sẽ bởi vì linh khí tiêu hao mà tự động tan rã. giờ phút này, mọi người cũng nhìn ra trận pháp này lợi và hại, mà còn lại ngũ đại trưởng lão, cũng là mỗi người bằng vào thủ đoạn, cũng lấy một đến hai cái tông sư cường giả. cái này may mắn mà có công pháp của bọn hắn, bằng không, bọn hắn nhiều nhất ngăn cản một người. Đại trưởng lão Diệp Uy Vũ cũng là bất phàm, lấy thần hải cảnh tầng 7 đỉnh phong tu vi, dĩ nhiên ngăn lại tam đại gia chủ thần hải cảnh tầng 9. Bất quá hắn giờ phút này cũng là liên tục bại lui, không ngăn cản được bao lâu. Quả nhiên, không qua bao lâu. Diệp Uy Vũ, ngươi Diệp gia quả nhiên không đơn giản, bản gia chủ ngược lại muốn xem xem ngươi có thể ngăn cản lúc nào. Nói xong, tam đại gia chủ đột nhiên liên thủ, cường thế một kích trực tiếp đem đại trưởng lão đánh tan, thổ huyết bay thẳng. Cùng lúc đó, bốn vị khác trưởng lão cũng ngăn cản không nổi, bị đánh bay. Gặp cái này, tất cả mọi người biết, dịp gia xong. Sở nhân tâm miệng hơi cười, mỉm cười bộc lộ mà ra. Chỉ cần giết dịp gia, đến lúc đó, bọn hắn hết thảy bí mật, đều là chính mình. Chết. Kèm theo thanh âm của hắn, một kích huyền cấp cực phẩm võ kỹ phá gió trưởng gào thét mà tới, nhắm thẳng vào đại trưởng lão mặt. Mà giờ khắc này đại trưởng lão, nhìn xem xong tới mặt trưởng phong, toàn cảnh là không cam lòng. Hắn còn không có nhìn thấy Diệp gia huy hoàng cùng tương lai, thật không muốn đến đây tử vong a. À. Cũng liền là lúc này, tất cả mọi người là cảm khái lắc đầu. Diệp gia, xong. Mọi người ở đây cho là đại trưởng lão hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, đột nhiên, một đạo kiếm quan đột nhiên xuất hiện. Hưu đáng sợ phong mang, trực tiếp đánh nát sở nhân tâm trưởng phong, đồng thời đem nó bước lui. Ai? Sở nhân tâm lập tức gầm thét đi ra, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, giờ phút này lại còn có người dám nhúng tay. Cũng liền là lúc này, một bóng người xinh đẹp đột nhiên đạp không mà ra, rơi vào trên chiến trường. Một đạo nghiêng nước nghiêng thành thân ảnh, chậm rãi rơi vào chính giữa. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 13 gia chủ phu nhân thật đáng sợ nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio người đến không phải người khác chính là đang lúc bế quan đột phá nguyệt như sương nàng nguyên bản đang chuẩn bị yên tâm trùng kích thiên tượng cảnh đại tông sư kết quả có người tới trước nói cho nàng diệp gia tao ngộ diệt môn nguy cơ thời khắc mấu chốt diệp vô thương tiến vào bế quan bên trong cuối cùng nàng lựa chọn đứng dậy chỉ thấy nàng một bộ tử sam độc lập với trên trận trung tâm, tự như một đóa ngạo mai đồng dạng, cho người một cổ mèo khen mèo dài đuôi khí thế. Giờ phút này, liền đại trưởng lão đám người đều không nghĩ tới, lúc này, Nguyệt Như Sương dĩ nhiên sẽ xuất thủ. Gia chủ phu nhân, ngươi đột phá thần hải cảnh. Diệp uy vũ rung động nhìn xem Nguyệt Như Sương, trong ánh mắt khó có thể tin. Hiển nhiên, bọn hắn còn yên lặng tại Nguyệt Như Sương cả đời không cách nào đột phá trong ý nghĩ của ngưng đan cảnh không biết thời khắc này nguyệt như sương đã thành công đột phá thần hải cảnh càng là đi tới thần hải cảnh đỉnh phong mà nghe được đại trưởng lão lời nói mọi người cũng là sững sờ theo sau lập tức phản ứng lại trời ạ à, người này là ai dĩ nhiên tùy ý một kiếm liền đánh tan sở nhân tâm sát chiêu dịp uy vũ bảo nàng gia chủ phu nhân chẳng lẽ nàng liền là tháng kia nhà thánh nữ trong truyền thuyết củi mục một... phi cái này Cơ nờ có thể gọi củi mục. Thần Hải cảnh đại viên mãn củi mục, vậy chúng ta tính toán cái gì, phế vật cũng không bằng. Không phải Truyền Văn Nguyệt Như Sương cả đời không cách nào đột phá ngưng đan cảnh ư, nàng là làm sao làm được? Cái này diệp gia cũng thật là thần bí, lại có trợ giúp Nguyệt Như Sương thành công đột phá năng lực. Một tôn Thần Hải cảnh đại viên mãn, lần này có trò hay để nhìn. Không thể nói như vậy, nàng lại mạnh cũng chỉ là một người, đừng quên Tam đại gia chủ đều là thần hải cảnh đại viên mãn, còn có nhiều thần hải cảnh hậu kỳ cường giả, nàng một người chỉ sợ khó mà chống đỡ a. À. Mọi người nghị luận âm ý, nhưng nguyệt Như Sương cuối cùng chỉ là thần hải cảnh, bọn hắn không nhận làm có thể thay đổi diệp gia thế cục. Sở Nhân Tâm đôi mắt một mèo, một chút kinh ngạc chợt lóe lên. Ngươi chính là tháng kia nhà thánh nữ, khuyên ngươi một câu, bây giờ rời đi diệp gia, chúng ta làm chưa bao giờ thấy qua ngươi, bằng không sở nhân tâm đến cùng vẫn là kiên kỵ nguyệt gia không dám thật đối nguyệt gia tộc nhân động thủ nhưng mà lời của hắn vừa ra nguyệt như sương cũng là không chút nào làm chỗ động nàng vẫn như cũ lạnh lùng quét mắt toàn trường trong ánh mắt tràn đầy lãnh ý gặp cái này sở nhân tâm âm thầm tức giận không thôi nhưng vẫn là cực kỳ kiên kỵ sau lưng nàng nguyệt gia chỉ thấy hắn lại lần nữa cắn răng nhiều nhất chúng ta để ngươi mang đi ngươi sinh hạ hai cái hài tử nhưng bọn hắn sau này không được lấy lá làm họ đây là hắn cuối cùng nhượng bộ thả đi dịp gia đích hệ huyết mạch liền là tại nuôi hổ gây họa nhưng hắn cuối cùng vẫn là quá kiên kỵ nguyệt gia nghe nói như thế nguyệt như sương còn không hề bị lay động nhưng mà đại trưởng lão đám người cũng là thần sắc vui vẻ bọn hắn thế nhưng biết dịp vô thương một trai một gái tương lai đến cùng khủng bố đến mức nào nếu để cho bọn hắn rời đi, tương lai diệt gia, tất nhiên sẽ có vùng dậy ngay. Đang lúc bọn hắn chuẩn bị mở miệng khuyên can thời điểm, Nguyệt Như Sương cuối cùng mở miệng. Trước sau như một nhẹ nhàng thanh âm, vang vọng tại chúng nhân trong lòng. Trưởng lão không cần thuyết phục, Như Sương đã gả cho phu quân, đó chính là diệt gia người, thân là diệt gia gia chủ phu nhân, Như Sương há lại sẽ lâm trận bỏ chạy đây. Lời này, trực tiếp đem đại trưởng lão đám người lời nói cho bức trở về mà còn không chờ bọn hắn lại lần nữa thuyết phục, một bên sở nhân tâm đã triệt để nổi giận. càng rỡ, cho thể diện mà không cần, chúng ta đã cho Nguyệt gia đầy đủ mặt mũi, đã ngươi thành tâm muốn cùng diệp gia cùng tồn vong, vậy liền cùng chết a. À. Nói xong, hắn cũng không còn nói nhảm, đơn quyền nắm chặt, một quyền trên không, hướng về Nguyệt như sương oanh sát mà tới. âm âm thần hải cảnh đại viên mãn thực lực triệt để bạo lộ ra, khí thế đáng sợ xuyên qua toàn trường cho người một cổ vô hạn chèn ép cảm giác một màn này để vô số người biến sắc không thôi bọn hắn cũng nhìn ra phía trước sở nhân tâm căn bản không có vận dụng toàn lực cùng lúc đó nguyệt như sương cũng cuối cùng không còn lưu lại cường thế xuất thủ đối mặt với một quyền này nàng thần sắc không chút nào biến thậm chí ngay cả kiếm đều chưa từng đi ra chỉ thấy nàng một tay duỗi ra một chỉ điểm ra hô một đạo kiếm khí chỉ thoát chỉ mà ra, mang theo bao bọc vô tận uy áp, nháy mắt đánh tan sở nhân tâm một quyền. Đáng sợ kiếm khí chỉ càng là bộc phát ra khủng bố uy xem, chấn sở nhân tâm thụt lùi mấy chục mét, ngũ tạng càng là quay cuồng liên tục. Tiện tay một kích, trực tiếp để sở nhân tâm sắc mặt khó xử đến cực điểm. Hắn hoảng sợ nhìn xem nguyệt như sương, khóe miệng run rẩy, tại vô cùng e dè bên trong, nói ra một câu. Kiếm ý hình thức ban đầu. T. Lời này vừa nói, vô số người không kềm nổi hít một hơi lãnh khí, chấn động đến cực điểm. Kiếm ý hình thức ban đầu, đây chính là khoảng cách tầng một kiếm ý chỉ có cách xa một bước A. Nói một cách khác, chỉ cần nàng đột phá đến thiên tượng Đại Tông Sư, tất nhiên sẽ đột phá tầng một kiếm ý. Đây chính là Nguyệt Gia Thánh Nữ Thiên Kiêu Ư, quả nhiên đáng sợ. Giờ phút này, bọn hắn mới xem như triệt để biết, Nguyệt Như Sương đáng sợ liền một bên vương giang hai nhà gia chủ cũng là thần sắc đại biến lên nhưng mà đối với bọn hắn hoảng sợ cùng chấn động nguyệt như sương không chút nào để ý chỉ thấy nàng thần sắc lạnh lùng mỹ mâu quét qua tam đại gia tộc chút thực lực này cũng dám tới ta diệt gia dương oai chết nói xong nàng cũng không che giấu nữa thực lực của mình toàn thân khí thế bạo phát trong tay hoàn cấp cực phẩm thần binh trường kiếm bán hết mà ra vô biên khí thế che lấp toàn trường ngay sau đó, chỉ thấy nàng một tay cầm kiếm, nghền không một kiếm rơi xuống. Một đạo mấy chục mét sở trường kiếm quang xuyên qua trời cao, cường thế rơi xuống. Oanh! Cổ khí thế đáng sợ này, trực tiếp để tam đại gia tộc gia chủ hoảng sợ liên tục. Một kiếm này, dĩ nhiên cho bọn hắn một cổ không cách nào ngăn cản, xử trí tất chết cảm giác nguy cơ. Đồng loạt ra tay, không cần lưu thủ. Ba người cơ hồ cùng một thời gian hét lớn, sau lưng mấy tôn thần hải cảnh hậu kỳ cường giả cũng không có do dự nhộn nhịp sự xuất sắc chiêu mạnh nhất oanh vô số khủng bố sát chiêu hướng về cái kia một đạo kiếm quan nên đón theo sau đụng vào nhau băng vô số dập dần âm thanh vang vọng mà ra từng đạo sát chiêu trực tiếp bao phủ chiến trường mọi người ở đây hiếu kỳ ai thắng ai thua thời điểm một đạo thổ huyết âm thanh truyền đến phốc Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 14 Kinh hiện thiên tượng cảnh đại tông sư cường giả Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Có người bị thương Là ai? Chẳng lẽ là Nguyệt Như Sương? Đây là ý nghĩ của tất cả mọi người. Liên tại bọn hắn nghi hoặc không hiểu thời điểm, ngay sau đó, thổ huyết âm thanh càng ngày càng nhiều. Ngay sau đó, từng đạo bóng người trực tiếp theo chiến trường bay ra, rơi xuống tại trên mặt đất mọi người ghé mắt nhìn lại khi thấy trước mắt một màn này sau đó nhộn nhịp hít một hơi lãnh khí kinh hãi không thôi chỉ thấy trên mặt đất lấy sở nhân tâm cầm đầu một đám thần hải cảnh cường giả nhộn nhịp nằm địa trong miệng máu tươi không muốn mạng phun ra mà trên ngực của bọn hắn vết thương chồng chất một cổ kiếm khí truyền ra t một màn này nhìn vô số người hít một hơi lãnh khí kinh hãi đến cực điểm theo sau từng đạo chấn động hoảng sợ sợ hãi ánh mắt nhìn hướng nguyệt như sương ánh mắt tràn đầy khó có thể tin một kiếm trực tiếp trọng thương mười mấy tôn thần hải cảnh hậu kỳ thậm chí đại viên mãn võ giả đây là thần hải cảnh đại viên mãn ư trong lúc nhất thời bọn hắn không kềm nổi sinh ra hoài nghi nhưng thời khắc này nguyệt như sương trên dưới quanh người chính xác bộc phát ra thần hải cảnh đại viên mãn khí thế thiên kiêu giờ phút này trong đầu tất cả mọi người đều nhảy ra dạng này một cái ý nghĩ đúng vậy a à, chỉ có thiên kiêu mới có thể có thực lực như vậy a à. nhìn xem nguyệt như sương cái kia đứng ngạo nghễ uyển chuyển dáng người giờ phút này không có người dám sinh ra một chút tiếc độc suy nghĩ tới bọn hắn không kềm nổi cảm khái dịp gia, lần này là thật nhặt được bảo liên đại trưởng lão mấy người cũng là một mặt mồng hiển nhiên không nghĩ tới Nguyệt Như Sương thực lực sẽ như thế khủng bố. Mười mấy tôn thần hải cảnh tông sư, một kiếm, toàn bộ trọng thương. Sở nhân tâm nằm trên mặt đất, đầy rẫy sợ hãi, vương giang hai nhà gia chủ giờ phút này cũng là một mặt hối hận lên. Làm sao có khả năng, ngươi như thế nào như thế cường đại? Sở nhân tâm run rẩy chỉ vào Nguyệt Như Sương, vạn phần hoảng sợ dò hỏi. Đáng tiếc, loại trừ đối dịp vô thương, Nguyệt Như Sương đối với bất kỳ người nào đều là không giả lấy màu sắc. Nàng không có trả lời vấn đề của hắn, mà là trường kiếm tại tay, vô tận kiếm khí tại hoàng phẩm thần binh bên trong như ẩn như hiện, một cổ sát ý bộc lộ mà ra. Một màn này nhìn vô số người chấn động không thôi. Tam đại gia tộc, xong. Đây là tất cả mọi người thời khắc này ý niệm. Một tôn thần hải cảnh đại viên mãn thiên kiêu cường giả ý vị như thế nào, có thể nghĩ mà biết tại lôi vân quận nàng cơ hồ là vô địch tồn tại nhìn xem từng bước một đạp tới nguyệt như sương cảm thụ được bốn phía phong tỏa kiếm khí của mình sở nhân tâm tâm giờ phút này sợ hãi đến cực điểm giờ phút này lập tức lấy nguyệt như sương đã giơ kiếm giờ phút này hắn cũng lại khống chế không nổi hô lớn đi ra nhị trưởng lão cứu mạng kèm theo một tiếng này gầm thét nguyệt như sương cũng muốn xuất kiếm nhưng mà ngay tại lúc này lôi vân quận bên trong, sở gia trú địa bên trong, cũng là đột nhiên bạo phát ra một cổ khí thế, hướng về dịp gia mà tới. Kèm theo, là một đạo đáng sợ khủng bố đau mang. Hưu Một cổ vô song đau ý vạch phá bầu trời, mang theo bao bọc đáng sợ đau uy, chỗ hướng xét đánh, nhắm thẳng vào nguyệt như sương mà tới. Một đau kia đáng sợ, làm người sợ hãi đến cực điểm. Không ít tông sư cường giả nhìn xem một đau kia, chỉ cảm thấy đến máu của mình đều phát sinh ngưng kết đồng dạng, sợ hãi vạn phần. Giờ phút này, một cái ý niệm trực tiếp theo trong đầu bốc ra. Thiên tượng cảnh đại tông sư. Không tệ, cổ khí thế này, tuyệt đối không phải thần hải cảnh tông sư cường giả có thể làm được. Quả nhiên, đối mặt với cái này một cổ đau uy, Nguyệt Như Sương cũng là cảm nhận được đáng sợ. Nàng không dám do dự, trực tiếp quay người, địa cấp cực phẩm kiếm pháp chém tinh không chút do dự sử dụng ra. Hô! Một đạo đáng sợ kiếm mang chen chút mà ra, vô số kiếm khí bạo động mà ra, hướng về một đao kia hoành kích mà đi. Băng! Cả hai va chạm, một cổ kinh thiên uy lực truyền đến, từng mảnh nhỏ thanh âm điếc tai nhức ốc, vang vọng tại màn nhĩ của mọi người bên trong. Một cái va chạm, Nguyệt Như Sương cuối cùng không phải thiên tượng cảnh, trực tiếp thụt lùi mấy chục bước mới dừng lại. Một màn này, nhìn vô số gan người run không thôi. Hiển nhiên, ai cũng không có ngờ tới nguyệt như sương chống lại một tôn thiên tượng cảnh đại tông sư một kích dĩ nhiên sẽ lông tóc không thương đây chính là thiên kiêu đáng sợ ư đây là tất cả mọi người thời khắc này ý nghĩ duy nhất đồng thời bọn hắn cũng đặc biệt hiếu kỳ người đến đến tột cùng là ai vì sao sẽ tương trợ tam đại gia tộc cũng cơ hồ liền là giờ phút này một đạo có chút thanh âm già nuôi truyền đến trong thanh âm mang theo một chút kinh ngạc cùng tiết hận thực lực không tệ lấy thực lực của ngươi bình thường thiên tượng cảnh tầng ba trở xuống đại tông sư còn thật không làm gì được ngươi lời này vừa nói tất cả mọi người là giật mình đối nguyệt như sương chiến lực có một cái nhận thức mà âm thanh kia tại dừng lại chỉ chốc lát sau lên tiếng lần nữa đáng tiếc bản trưởng lão không phải thiên tượng cảnh tầng ba trở xuống đại tông sư hôm nay ngươi đi không được hắn cũng đã làm giòn trực tiếp xuống sát tâm như vậy một tôn đáng sợ thần hải cảnh đại viên mãn thiên kiêu, nếu để cho nàng rời đi, cái kia tương lai, Đồ Hải Đao Tông còn có đường sống ư? Kèm theo tiếng nói vừa ra, mọi người nhìn lại, chỉ thấy một tôn tuổi tác khoảng hơn 50, nhỏ gầy bên trong mang theo một chút lưng còng lão giả xuất hiện, chính giữa lạnh lùng nhìn xem hắn. "Là Đồ Hải Đao Tông nhị trưởng lão Đồ Bội Hồng, trời ạ." À. Dịp gia đến cùng là thế nào trêu chọc đến Đồ Hải Đao Tông a? À? đây là bất diệt diệp gia thề không bỏ qua a à. nhị trưởng lão thế nhưng trăm năm trước liền thành tựu thiên tượng cảnh đại tông sư đỉnh cấp cường giả bây giờ nghe nói đã đi tới thiên tượng cảnh tầng sáu đỉnh phong khoảng cách tầng bảy đều chỉ có khoảng cách nửa bước kinh khủng tồn tại a à. diệp gia lần này là thật xong trêu chọc phải đồ hải đao tông vô luận như thế nào đều không sống nổi đại trưởng lão đầy rẫy chấn động nhìn tất xem đồ bội hồng hỏi tiền bối ta diệt gia tự nhận chưa bao giờ đắc tội qua đồ hải đao tông không biết tiền bối vì sao muốn diệt ta diệt gia nghe được hắn chất vấn đồ bội hồng khinh thường một tiếng chế nhạo hắn thấy con kiến hôi hắn đều khinh thường tại trả lời cũng may một bên sở nhân tâm giải đáp lời của hắn dịp uy vũ ngươi vẫn không rõ chẳng lẽ ngươi liền không hiếu kỳ ngươi diệt gia đời trước gia chủ cùng nhiều thiên tượng cảnh tông sư là chết như thế nào ư lời này vừa nói trong đầu dịp uy vũ lóe lên một chút linh quan chẳng lẽ Tự hồ là nhìn ra ý nghĩ của dịp uy vũ sở nhân tâm lại lần nữa cười lạnh nói không tệ ngươi dịp gia coi là thật không biết tốt xấu cũng dám ham muốn trong bí cảnh đã sớm bị đồ hải đao tông nhìn trúng cửu vị huyền hoàng liên quả nhiên là không biết sống chết a à. nghe nói như thế mọi người không cần nghĩ đều biết chuyện gì xảy ra trong lúc nhất thời vô số dịp gia tộc nhân nhộn nhịp đối nhị trưởng lão trận mắt nhìn, trong ánh mắt tràn đầy phẫn hận. Đáng tiếc, tại nhị trưởng lão nhìn tới, những cái này sâu kiến ánh mắt, không chút nào bị hắn để vào mắt. Chỉ thấy hắn đứng ở nơi đó, phản phất đem khống chế toàn trường đồng dạng, nhàn nhạt mở miệng. Tốt, các ngươi cái kia lên đường. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 15 Dịp vô thương ra, kinh hải toàn trường nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio nói xong lời này một cổ khí thế khổng lồ bộc phát ra xuyên thẳng trời cao ánh mắt của hắn rơi vào trên mình nguyệt như sương lạnh nhạt cười một tiếng có ý tứ tiểu gia hỏa có chút thực lực đáng tiếc ngươi chưa trưởng thành cơ hội nói xong hắn một tay duỗi ra một chui trường đau nháy mắt xuất hiện theo sau hắn một bước đạp không vô biên khí thế xuyên qua mà ra từng đạo linh khí tại trên đao ngưng kết. Ngay sau đó, kèm theo hắn nghênh không vung lên. Âm âm. Trăm trượng giá khổng lồ đao mang bắn mạnh mà ra, phản phất muốn đem cái này thương khung đều cho phá toái đồng dạng. Cái này một cổ đáng sợ khí tức, làm người sợ hãi đến cực điểm. Một đao này đáng sợ, vượt quá tưởng tượng của mọi người. Trong lúc nhất thời, dịp gia tất cả mọi người, đều làm nguyệt như sương lau một vệt mồ hôi. Nguyệt Như Sương sắc mặt thanh lãnh, hờ hững, trường kiếm trong tay bộc phát ra không có gì sánh kịp kiếm khí. Chém tinh tất sát kỹ một kiếm ngang trời, vô số kiếm quan hiện lên, hướng về phía trước oanh minh mà đi. Băng. Rung động dữ dội lại một lần nữa truyền đến, làm người không cấm phong bế cảm ứng của mình. Cũng liền là lúc này, kèm theo một cái kết thúc, Nguyệt Như Sương lại một lần nữa bay ngược ra ngoài, thần sắc đều biến có thể so tái nhật thiên phú của nàng vốn là đáng sợ, cửu kiếp đạo thể há lại nói một chút. Bình thường thiên kiêu, có thể tại nàng cảnh giới này chống lại thiên tượng cảnh tầng một liền đã cực kỳ yêu nghiệt. Mà nàng, lại đón đỡ thiên tượng cảnh tầng sáu cường giả hai chiêu đều không có bị thương. Quả nhiên, nhìn thấy Nguyệt như sương bình yên vô sự, nhị trưởng lão thần sắc lại lần nữa biến đổi, trong ánh mắt sát ý bộc lộ càng rõ ràng. Ngay sau đó, liền thấy hắn bước ra một bước, sát ý càng đậm. Vạn vật chôn vùi, chết Một đạo viễn siêu phí trước khủng bố đao mang theo trên đao của hắn bạo phát Hướng về Nguyệt Như Sương oanh kích mà tới Cái kia đáng sợ lực đạo, phản phất muốn trong khoảnh khắc đó đem Nguyệt Như Sương một phân thành hai đồng dạng Khí thế khổng lồ, áp có thể mấy người không ngẩn nổi đầu Cho dù dịp gia năm vị thần hải cảnh tông sư muốn xuất thủ, đều không làm được Giờ phút này, không có người sẽ cảm thấy Nguyệt Như Sương có thể tại một chiêu này bên trong sống sót mà tam đại gia tộc người, khóe miệng đều lộ ra vẻ đắc ý ý cười tới. Nguyệt như sương thiên phú và thực lực quá đáng sợ, nàng không chết, bọn hắn đều sẽ sống bất an. Giờ này khắc này, đối mặt với cái này chưa từng có đáng sợ một đau, trong lòng Nguyệt như sương một mảnh yên tĩnh. Nắm chặt trường kiếm nắm đấm, cũng là không ngừng siết chặt. Một đau kia, quá đáng sợ, nàng lúc này, không có cách nào, chỉ có thể lấy tiêu hao bản thân tiềm lực để đánh đổi cấp chính đạo thể đáng sợ xa không phải người khác có thể tưởng tượng lập tức lấy một đao kia liền muốn rơi xuống nàng đặt quyết tâm trong nháy mắt đó đột nhiên một đôi đại thủ xuất hiện ngăn cản nàng viện gió eo thon trong lòng nàng giật mình đang muốn xuất thủ đột nhiên một cổ khí tức quen thuộc truyền đến nàng tập trung nhìn vào là dịp vô thương không biết rõ vì sao khi nhìn đến dịp vô thương một khắc này trong lòng nạn tất cả ý nghĩ nhộn nhịp biến mất không thấy gì nữa chỉ thấy dịp vô thương rất lạnh nhạt đối nàng cười cười ngươi làm rất tốt tiếp xuống liền giao cho ta a à. nói xong hắn không cho nguyệt như sương cơ hội mở miệng trực tiếp quay đầu hướng về nhị trưởng lão nhìn lại trong nháy mắt này sắc mặt của hắn theo ôn nhu biến thành lạnh nhạt đối với địch nhân cùng người nhà hắn là hai cái thái độ tại hắn quay đầu trong nháy mắt đó vô biên lãnh ý cùng bạo mà ra. Hắn cái kia một đôi sáng lạng như trong con ngươi của tinh thần, tản ra khủng bố ý lạnh giá cùng sát tâm. Nhìn xem cái kia gần rơi xuống khủng bố một đao, dịp vô thương không chút nào để vào mắt. Vô số người chấn động đến cực điểm dưới con mắt. Chỉ thấy trong đôi mắt dịp vô thương, một đạo khủng bố đao mang trực tiếp bộc phát ra, hóa thành thực chất đao quang, hướng về cự đao bổ tới. Thương 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 cái kia một đôi ánh mắt hóa thành đau mang, bộc phát ra đáng sợ đau ý, các tứ phương oanh động không thôi. Mọi người đối cái này đột nhiên xuất hiện thanh niên còn chưa kịp nhận thức, liền thấy thanh niên trong hai con người bắn ra một đạo đau mang. Ngay sau đó, tại vô số chấn động cùng ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, cái kia đáng sợ đau mang rơi vào cự đau bên trên. Băng Trước mắt bao người, đau mang không uổng phí bất luận cái gì chút sức lực, mang theo bao bọc vô địch xu thế, cường thế đem cái này một cái cực lớn đao quang nổ nát sạch sẽ. Âm âm. Thấu trời đao mang phá toái, hóa thành vô số linh khí chậm chậm biến mất. Cái gì? Một màn này, không biết rõ choáng ván bao nhiêu người, để bao nhiêu người rung động mở miệng, khó có thể tin há hốc miệng ra. Không ai từng nghĩ tới, cái thanh niên này sẽ như thế đáng sợ. Liên nhị trưởng lão đồ bội hồng thần sắc, cũng là đột nhiên đại biến lên. Nhưng mà, còn không chờ hắn có phản ứng, thanh niên đột nhiên vừa sải bước ra, vô biên khí thế trực tiếp bộc phát ra. Một cổ độc thuộc tại thiên tượng cảnh đại tông sư Tu Vi từ trên người hắn bộc phát ra, quét ngang thiên hạ. Quanh! Vô biên đao ý theo lấy hắn quanh thân khí thế chen chúc mà tới, ngầm chiếm tứ phương. Tuy là cổ uy áp này chỉ có thiên tượng cảnh tầng một đỉnh phong, nhưng mạnh như độ bội hồng thiên tượng cảnh tầng sáu đỉnh phong đại tông sư cường giả tại cổ này đáng sợ uy áp phía dưới, cũng là không thể không liên tiếp lui về phía sau. Nhìn vẻ mặt lòng vẫn còn sợ hãi đồ bội hồng, vô số người ánh mắt đều sửng sốt. Mà đồ bội hồng, cũng là nhìn xem cái thanh niên này kinh hãi không thôi, trong thần sắc tràn đầy chấn động. Mà bên ngoài, một đám quan chiến mọi người, cũng là ngây ngẩn cả người thần tình. Người này là ai, thế nào sẽ như cái này khủng bố? Thật trẻ tuổi khuôn mặt, đại hạ bên trong Dĩ nhiên chưa từng nghe qua danh tiếng của hắn. Ta nhận ra hắn, đây không phải Diệp gia tân nhiệm gia chủ, đời trước gia chủ đích tam tử Diệp Vô Thương ư? Cái gì? Hắn liền là Diệp Vô Thương, cái này sao có thể? Không phải truyền văn hắn là cái không có việc gì, lưu luyến mỹ sắc ăn chơi thiếu gia ư? Nói đùa, thực lực thế này ngươi nói với ta là ăn chơi thiếu gia. Nhìn tới, truyền văn có lầm a. À. Quá đáng sợ. Diệp gia ẩn tàng thật sâu a, à? ai có thể nghĩ tới, Diệp gia bên trong, dĩ nhiên cất giấu một tôn thiên tượng cảnh đại tông sư cường giả a. À? Tại Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 16 Thực lực đáng sợ, một đao diệt đại tông sư. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Giờ này khắc này, tất cả mọi người bị diệp gia đột nhiên xuất hiện đại tông sư cường giả cho chấn động đến. Liền diệp uy vũ đám người đều không nghĩ tới, trong ngày thường, cái kia chỉ biết là công bài trí gia chủ, dĩ nhiên lại là một tôn thiên tượng cảnh đại tông sư cường giả. Giờ phút này, bọn hắn đều cảm thấy mình đang nằm mơ. Nhưng mà rất nhanh, bọn họ nghĩ tới rồi dịp vô thương cho những công pháp kia cùng võ kỹ, lại đột nhiên cảm thấy rất bình thường. Nhìn tới, vị gia chủ này đại nhân, có bí mật của mình a à? Cùng lúc đó, nhị trưởng lão đứng vững bước chân, dò xét cẩn thận lấy dịp vô thương khi thấy dịp vô thương chỉ có thiên tượng cảnh tầng một tu vi phía sau hắn mới xem như triệt để thở vào nhẹ nhõm theo sau liền thấy hắn lạnh nhạt hừ một cái có chút ý tứ thiên tượng cảnh tầng một tiểu tử nhìn tới bí mật trên người của ngươi không nhỏ a à. nhưng mà đối với hắn ánh mắt dịp vô thương không chút nào cho để ý tới ánh mắt của hắn tại dịp gia trú địa đảo qua một chút vẻ giận dữ trực tiếp bộc lộ đi ra hắn không nghĩ tới chính mình chỉ là đi yêu thú xăm lâm hoàn thiện một thoáng công pháp võ kỹ, Diệp Gia liền bị dạng này nguy cơ. Như không phải bởi vì cửu phẩm tụ linh trận rung chuyển, hắn cảm giác được không thích hợp, chỉ sợ cũng không kịp chạy về. Sau một khắc, ánh mắt của hắn tại tam đại gia tộc tộc trưởng cùng trên mình đồ bội hồng đảo qua. Giờ khắc này, hắn trực tiếp cho mấy người xuống tất phải giết tâm. Nhìn xem lạnh như hàng sương dịp vô thương, nhất là cái kia một đôi không có nửa điểm tình cảm đôi mắt, tam đại gia tộc chỉ cảm thấy đến tê cả da đầu lòng như trâu nguội giờ này khắc này nội tâm của bọn hắn đã sụp đổ hối hận đến cực điểm bây giờ bọn hắn cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào đồ hải đao tông trên mình đồ bội hồng bọn hắn âm thầm cầu nguyện đồ bội hồng nhất định phải giết dịp vô thương a à. bằng không mà nói bọn hắn tam đại gia tộc trên dưới chỉ sợ sẽ chó gà không tha mà đồ bội hồng tại nhìn thấy Diệp Vô Thương chỉ là một cái thiên tượng cảnh tầng một, cũng dám coi thường chính mình thời điểm, phổi đều muốn tức nổ tung. Hắn không tiếp tục chịu đựng, cầm trong tay trường đao, nên không một đao, vạch phá thiên nguyên hướng về Diệp Vô Thương tập sát mà tới. Tiểu tử, dám xem thường bản trưởng lão, cho lão phu chết đi. Âm âm. Kèm theo một đao kia rơi xuống, không khí bốn phía tự hồ cũng nhận lấy đè ép, oanh minh không ngừng. Cái này một vòng trường đao, ẩn chứa một đòn toàn lực của hắn rất có đem lá dịp vô thương ngay tại chỗ chém dết để tiếc trong lòng hắn mối hận đồng dạng nhìn xem khủng bố uy xem xông tới mặt trường đao dịp vô thương thần sắc không thay đổi hắn lạnh nhạt quét qua đồ bội hồng lạnh nhạt mở miệng ở trước mặt ta dùng đao ngươi cũng xứng phá cho ta nói xong hắn thậm chí ngay những cả xuất đao đều không có chỉ thấy hắn duỗi ra một tay ông nguyệt như sương eo thon tay kia duỗi ra lấy tay làm đao, nên không vung lên hưu một đạo càng khủng bố hơn đau mang từ trong tay của hắn bắn ra mà ra mang theo bao bọc vô biên đau ý hướng về phía trước hoành kích mà đi âm âm trong cơn giận dữ dịp vô thương vừa ra tay liền là lôi đình một kích mặc dù chỉ là thủ đao nhưng bộc phát ra uy lực kinh khủng cũng là viễn siêu đồ bội hồng quả nhiên tại vô số người ánh mắt bất khả tư nghị bên trong Diệp vô thương trực tiếp một đao chôn vùi đồ bội hồng một kích, đáng sợ uy lực càng đem nó đẩy lùi mấy trăm dặm. Thật vất vả ổn định thân hình, đồ bội hồng một tay che lồng ngực, khóe miệng một chút huyết dịch cũng lại khống chế không nổi truyền ra. Hắn giờ phút này, hai con người chấn động, không thể tin được, chính mình vậy mà liền dạng này bị một cái thanh niên một cái thủ đao đánh bại. Nhưng mà, Diệp vô thương cũng là không có chút nào muốn ý bỏ qua cho hắn chỉ thấy hắn ông lấy nguyệt như sương, một bước đạp không, lại là một đao rơi xuống. Sau kiến, bản gia chủ hôm nay liền để ngươi xem một chút, cái gì mới thật sự là đao. Oanh! Một vòng trường đao xé rách thiên khung, vô biên đao ý bộc phát ra, quy lực mạnh, viễn siêu vừa mới. Đáng sợ như vậy một đao, dẫn đến thiên lôi nhấp nhô, trên đường chân trời, hết thảy sự vật đều chôn vùi tại một đao này phong mang phía dưới. Càng rỡ! Đồ bội hồng giờ phút này vừa sợ vừa giận, kinh hải là dịp vô thương chiến lực quá kinh khủng. Giận là hắn đường đường một tôn thiên tượng cảnh tầng 6 đỉnh phong đại tông sư, dĩ nhiên lại bị người gọi là sâu kiến một ngày kia. Thiên lôi thiết. Ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, đồ bội hồng không chút nào ẩn giấu đi, trực tiếp bạo phát ra chính mình tối cường một đao, hướng về dịp vô thương một kích này mà tới. Băng. Vạn chúng nhìn trừng trừng, hai đạo sát chiêu giáp nhau, bạo phát ra kinh thiên động tỉnh. Nhưng mà, sau một khắc, vô số người rung động dưới ánh mắt, đồ bội hồng trực tiếp bị ngay tại chỗ đánh bay, còn chưa rơi xuống đất, ngay tại giữa không trung từng ngụm từng ngụm thổ huyết máu tươi. Khi thấy rõ hắn bộ dáng chật vật phía sau, vô số người không kềm nổi hít một hơi lãnh khí. Chỉ thấy thời khắc này đồ bội hồng, toàn thân trên dưới, không có một chỗ hoàn hảo, quanh thân lít nha lít nhít vết đau phát ra đáng sợ đau ý, không ngừng chảy máu thời khắc này đồ bội hồng rốt cuộc không còn phía trước cao ngạo đào đào ý ngươi dĩ nhiên lĩnh ngộ đào ý hắn vạn phần hoảng sợ nhìn kỹ dịp vô thương run rẩy mở miệng trong ánh mắt khủng bố khó mà che giấu hắn lúc này làm sao không biết chính mình trêu chọc phải một tôn tuyệt thế đại thiên kiêu hắn giờ phút này nội tâm hối hận đến cực điểm vốn cho rằng là một kiện chuyện dễ như trở bàn tay không nghĩ tới đá vào tấm sắt một tôn lĩnh ngộ đao ý thiên tượng cảnh đại tông sư cường giả, ý vị như thế nào, hắn so với ai khác đều rõ ràng. Ý cảnh, đây chính là rất nhiều tử phủ, thậm chí pháp tướng cảnh cường giả, đều chưa từng đụng chạm đến cảnh giới A. Đối với hắn hoảng sợ, dịp vô thương không chút nào để ý, hắn buông ra bên hông nguyệt như sương tay, hướng về đồ bội hồng đi đến. Nhìn xem dịp vô thương đôi mắt, đồ bội hồng cảm nhận được sát ý, lập tức hoảng sợ đến cực điểm. Ngươi muốn làm gì? Ta là đồ Hải Đao Tông nhị trưởng lão, ngươi dám giết ta, ta đồ Hải Đao Tông tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Đến lúc đó, ngươi cùng sau lưng ngươi gia tộc, hậu nhân đều sẽ không còn tồn tại. Hắn giờ phút này sắp chết đến nơi chỉ có thể mang ra sau lưng đồ Hải Đao Tông, muốn dịp vô thương kiên kỵ một phen. Nhưng mà đáp lại hắn là một vòng hàng mang, một cái đau quang tại mọi người đôi mắt lấp lóe, còn không chờ mọi người phản ứng lại chỉ thấy đồ hải đao tông nhị trưởng lão đầu đồ bội hồng vọt thẳng trời mà lên tại cổ của hắn vô biên đao ý lưu động trực tiếp ngăn chặn vết thương tránh khỏi huyết dịch phun ra huyết tinh tràn diện một đời đại tông sư cường giả đồ hải đao tông nhị trưởng lão đồ bội hồng chết cho dù là tận mắt nhìn thấy mọi người cũng vẫn như cũ có chút khó mà tin được một tôn đại tông sư cường giả cứ như vậy chết rồi trong lúc nhất thời vô số đạo ánh mắt đều nhìn về Diệp Vô Thương, vị này Diệp gia tân tấn gia chủ, nội tâm sợ hãi đến cực điểm. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 17 Nổi giận, phủ xuống đồ hải đao tông. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Thời khắc này tam đại gia tộc gia chủ, trực tiếp hù dọa đến tê liệt đến tại chỗ, ngã xuống đất không dậy nổi. Đồ bội hồng đều đã chết, kết quả của bọn hắn có thể tưởng tượng được nhưng mà, Diệp Vô Thương cũng là nhìn đều chưa từng nhìn bọn hắn một chút, đi thẳng tới Diệp Gia trước mặt mọi người. Thời khắc này Diệp Uy Vũ đám người, cũng là một mặt phức tạp nhìn xem Diệp Vô Thương, không biết rõ thế nào mở miệng. Cũng may, Diệp Vô Thương cũng không thích cùng bọn hắn nói quá nhiều. Hắn kiểm tra một chút Nguyệt Như Sương, phát hiện nàng không có vấn đề sau đó, thế này mới đúng lấy mọi người mở miệng. Vừa mới ta nghe nói, phụ thân bọn hắn liền là chết tại đồ hải đao tông trong tay cường giả nghe nói như thế dịp uy vũ đám người nhất thời rõ ràng dịp vô thương ý tứ thần sắc biến đổi đại trưởng lão càng là trực tiếp mở miệng vô thương không gia chủ ngươi đừng xúc động đồ độ hải đao tông xem như sinh tồn mấy trăm năm thậm chí ngàn năm đại thế lực thực lực nội tình cũng không bằng khinh thường ngươi tuyệt đối không nên xúc động bởi vì dịp vô thương bộc phát ra thực lực chân chính cho dù là đại trưởng lão bọn hắn, đều đổi giọng. Nghe được lời của bọn hắn, dịp vô thương cười nhạt một tiếng, cũng không có để ở trong lòng. Không sao, ta tin tưởng, chỉ là một cái đồ hải đao tông, ta vẫn là có khả năng xử lý. Nói xong, hắn đối nguyệt như sương nói. Ngươi lưu tại nơi này, cùng bọn hắn xử lý chuyện nơi đây à, ta đi một chút liền trở về. Nghe nói như thế, Nguyệt Như Sương nguyên bản dự định khuyên can lời nói trực tiếp nén trở về nàng ôn nhu nhìn dịp vô thương một chút tốt chú ý an toàn yên tâm ta rất nhanh liền trở về nói xong hắn hướng lấy đối phương cười cười theo sau chỉ thấy trực tiếp bay lên trời một tay phất lên trực tiếp bắt lấy đồ bội hồng đầu người hướng về phía tây mà đi nhìn xem dịp vô thương đột nhiên rời đi mọi người cũng là ngẩn người theo sau lập tức phản ứng lại phía tây đây chính là đồ hải đao tông địa bàn a à, chẳng lẽ nghĩ tới đây bọn hắn lập tức kích động dịp vô thương đây là muốn đi tìm đồ hải đao tông phiền toái a nghĩ tới đây bọn hắn lập tức không ngồi yên được nữa hướng thẳng đến đồ hải đao tông mà đi bọn hắn cũng rất chờ mong một tràng khoáng thế đại chiến sẽ là như thế nào đồng thời bọn hắn cũng đặc biệt hiếu kỳ dịp vô thương thật có thể làm gì được đồ hải đao tông ư mà bọn hắn tại rời đi đồng thời cũng bắt đầu cho phụ cận thế lực cùng hảo hữu triệu đến tin tức trong lúc nhất thời không biết bao nhiêu tông sư thậm chí đại tông sư cường giả đều hướng về đồ hải đao tông mà đi mà giờ khắc này dịp ra bên trong nhìn xem dịp vô thương rời đi bóng lưng nguyệt như sương thu hồi đôi mắt ẩn giấu đi một chút lo lắng đồng thời nàng đối thực lực tăng lên cũng càng thêm khát vọng lên nàng biết dịp vô thương không đơn giản không nghĩ tới sẽ khủng bố như vậy thiên tượng đại tông sư, tầng ba đao ý. Đúng vậy, xem như đỉnh cấp thiên kiêu, nàng và tầm mắt đồ bội hồng cũng không đồng dạng. Hắn rõ ràng cảm giác, đao ý của dịp vô thương, cũng không phải đơn thuần tầng một đao ý. Chính là bởi vì có tầng ba đao ý bên người, nàng mới yên tâm để dịp vô thương tiến đến. Ngay sau đó, liền thấy nàng trực tiếp quay người, trường kiếm trong tay hơi hơi rung lên. Vô số kiếm khí chen chút bạo phát, trong khoảnh khắc, liền đem tại trận tam đại gia tộc cường giả cùng cao thủ toàn bộ chém giết theo sau nàng lại tại lôi vân quận bốn phía du tẩu bảo đảm đem tam đại gia tộc cường giả toàn bộ chém giết phía sau mới trở lại trong phòng của mình chuẩn bị khởi động bế quan lần này nàng chuẩn bị một lần hành động đột phá triệt để bước vào thiên tượng cảnh đại tông sư cảnh giới nàng cất bước đã chậm cũng may có dịp vô thương trợ giúp vậy mới đuổi theo hiện tại Diệp vô thương đi tìm đồ hải đao tông phiền toái, nàng một điểm vội vàng đều không thể giúp. Đây cũng là nàng không kịp chờ đợi muốn đột phá nguyên nhân. Nhìn xem tam đại gia tộc cường giả toàn bộ chết bởi trong tay Nguyệt Như Sương, lôi vân quận bên trong lớn nhỏ thế lực đều nhìn ra, Diệp gia từ hôm nay, muốn cường thế cuộc khởi. Chỉ sợ sau này cái này lôi vân quận, sẽ trở thành Diệp gia nhất ngôn đường. Giờ phút này, không ít cỡ trung tiểu gia tộc đã tại suy tư đường lui tại ngũ đại trưởng lão dẫn dắt tới, Diệp Gia bắt đầu thôn phệ tam đại gia tộc tài nguyên. Bọn hắn giờ phút này, nội tâm kích động cực điểm. Hiển nhiên, chính bọn hắn đều không nghĩ tới, bọn hắn cái kia cho tới bây giờ không quản sự gia chủ đại nhân, dĩ nhiên là một tôn thiên tượng cảnh đại tông sư. Đồng thời, bọn hắn lại đối dịp vô thương đi tìm đồ hải đao tông phiền toái sinh ra một chút lo lắng. Đồ hải đao tông, ở vào hoành lĩnh quận phương Bắc một chỗ cỡ lớn sơn mạch hài tử tổng hợp. Nơi này cơ hồ đều là Đồ Hải Đao Tông địa bàn. Toàn bộ tông môn lấy đao tu vi chủ ở phụ cận đây mấy cái quận lớn bên trong, thậm chí truyền ra thiên hạ đao tu ra đồ biển lời nói. Đủ để có thể thấy được, Đồ Hải Đao Tông tại nơi này địa vị tuyệt đối là nhất đẳng bá chủ. Mà mỗi một cái Đồ Hải Đao Tông đệ tử cũng đều lấy gia nhập Đồ Hải Đao Tông làm vinh. Nhưng mà, hôm nay đồ hải đao tông trên không đột nhiên truyền đến từng đạo kinh lôi mang theo bao bọc quanh minh thanh âm cùng cùng mà tới vô số đệ tử đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại vẻ mặt nghi hoặc chuyện gì xảy ra xảy ra chuyện gì liền tại bọn hắn nghi hoặc không giả nháy mắt một đạo đáng sợ vài trăm mét rộng rãi đao quang theo chân trời mà tới mang theo bao bọc khủng bố uy áp hướng về phía dưới phá toái mà tới âm âm cổ đao quang đáng sợ này cho người một cổ phong tỏa hết thảy, phá toái vô song khí thế. Phản phất phương thiên địa này, đều muốn bị một đao kia cho ngay tại chỗ phá vỡ đồng dạng. Một màn này, nhìn vô số người biến sắc không thôi. Trời ạ, à, là ai? Thật to gan, cũng dám đối đồ hải đao tông xuất thủ. Người đến đến tột cùng là ai? Trong lúc nhất thời, vô số âm thanh nháy mắt truyền ra. Mà trong đồ hải đao tông, giờ in phút này cũng phản ứng lại càng rỡ. Phương nào kẻ xấu, cả gan lớn ta đồ hải đao tông không người. Kèm theo âm thanh, đồng dạng là một đạo trăm trượng đao quang. Gặp cái này, đồ hải đao tông nhiều đệ tử vậy mới thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì mở miệng đúng là bọn họ tông chủ, đồ phượng lâm, một tôn thiên tượng cảnh tầng 8 đỉnh cấp đại tông sư cường giả. Nhưng mà, đang lúc bọn hắn tràn đầy tự tin, cho là có thể một bộ trảm phá đao quang, đem lai địch chém giết thời điểm, hỏa phong đột biến chỉ thấy đồ phượng lâm cái kia nhìn như vô địch đao mang tại một đao kia trước mặt lộ ra đặc biệt yếu ớt song phương một cái va chạm đồ phượng lâm đao quang liền nháy mắt tán loạn hóa thành vô số linh khí tiêu tán ra ngay sau đó liền thấy cái kia một đáng sợ đao quang phong mang không chút nào giảm mang theo bao bọc thiên địa uy lực rơi vào đồ hải đao tông trên trú địa giờ khắc này nguyên bản tràn đầy tự tin đồ hải đao tông đệ tử lập tức thần sắc đại biến, một cổ tử vong áp lực truyền đến. Không. Oanh. Kèm theo một tiếng tự như long xà khởi lục kinh thiên vang vọng, vô số âm thanh bị một đao kia bao phủ lại. Bốn phía quan chiến người nhìn đến đây, đều trong lòng run sợ. Một đao kia, chỉ ít tống tán đồ hải đao tông một nửa người a. À. Người đến đến tột cùng là ai, vậy mà như thế khủng bố. Cùng lúc đó, đồ hải đao tông nội bộ cũng bào phát ra mấy cổ đáng sợ khí tức cùng sát ý tại áp nghe trọn bộ ở phần mô tả chương 18 khủng bố dịp vô thương nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio a à. Hạng hàng giá áo túi cơm hủy ta sơn môn diệt ta tử đệ chẳng cần biết ngươi là ai bản tọa đều muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh không giết ngươi khó tiếc trong lòng ta chỉ hận cút ra đây kèm theo từng tiếng gầm thét, theo đồ hải đao tông khu trong nội môn, bay ra năm đạo khủng bố bóng người, bọn hắn tán phát khí thế, ngạc nhiên đều là thiên tượng đại tông sư. Một màn này, nhìn vô số người chấn động không thôi. Hiển nhiên, bọn hắn cũng không có ngờ tới, đồ hải đao tông lại có nhiều như vậy đại tông sư cường giả. T. Trọn vẹn năm tôn đại tông sư, nhìn tới, đồ hải đao tông lần này, là thật nổi giận quả nhiên xứng đáng là sừng sững hàng trăm hàng ngàn năm đại thế lực, nội tình không thể coi thường A. À. Các ngươi không phát hiện ư, cái này còn không coi là vị kia nhị trưởng lão, nếu là coi là hắn, đó chính là trọn vẹn sáu vị A. À. Đồ Hải Đao Tông đối ngoại tuyên bố là tổng cộng có bốn vị đại tông sư, không nghĩ tới trên thực tế lại có sáu vị, thấm thấm. Không biết rõ người đến ngăn cản được không, năm vị đại tông sư nộ hỏa, cũng không phải dễ như vậy dập tắt thời khắc này ngủ đại cường giả bên trong, đồ phượng lâm nhìn hầm hầm trên không. Cút ra đây. Trong âm thanh của hắn tràn đầy nộ hỏa, sát ý không che giấu chút nào. Vốn cho rằng chính mình một đau, sẽ thoải mái đánh vỡ đối phương đau mang, không nghĩ tới tính sai, trực tiếp dẫn đến đồ hải đao tông đệ tử tổn thất một nửa. Giờ phút này, trong lòng hắn sát ý, đủ để đem bất luận kẻ nào xé thành mảnh nhỏ. Mà mọi người lúc này cũng thật tò mò, người đến đến tột cùng là ai, cũng dám như vậy không chút kiên kỵ khiêu khích đồ hải đao tông. Kèm theo vô số người ánh mắt, cuối cùng, trên thiên khung, một đạo thanh niên áo đen một tay chấp sau lưng, rắn rỏi lấy tư thế oai hùng theo thiên khung chậm chậm rơi xuống. Hắn bộ mặt như phan an, tuấn giật đến cực điểm, trong ánh mắt lại có được một cổ độc lập thương sinh, ta mặc kệ hắn là ai vô địch chi khí. Chỉ là phần khí thế này, cũng đủ để cho bất luận kẻ nào kiên kỵ nhìn thấy khuôn mặt của hắn, vô số người đều vì thế mà kinh ngạc. Thật trẻ tuổi, người này là ai, chẳng lẽ là cái nào đại thế lực người? Liên đồ phượng lâm mấy người cũng là thần sắc khẽ biến, kiên dè dạ không thôi. Chẳng lẽ là đồ hải đao tông chọc tới cái nào đỉnh cấp đại thế lực? Trong lúc nhất thời, bọn hắn lại có điểm không dám ra tay. Cũng may, đồ phượng lâm kiến thức rộng rãi, bước ra một bước, đối đối phương dò hỏi. Các hạ người nào, vì sao vô duyên vô cớ liền đối ta đồ hải đao tông ra tay đánh nhau nghe được lời nói của đối phương thanh niên cũng không nói nhảm vung tay lên nháy mắt một người đầu bay ra hướng về đồ phượng lâm mà đi ở giữa không trung mọi người cũng nhìn thấy đầu người khuôn mặt lập tức giật mình trời ạ à, đây không phải đồ hải đao tông nhị trưởng lão đồ bội hồng ư hắn lại bị chém chết đây chính là một tôn thiên tượng cảnh tầng sáu đỉnh phong tồn tại cứ như vậy chết rồi mà đồ phượng lâm, tại tiếp nhận đồ bội hồng đầu người phía sau, cũng là thần sắc biến đổi. Phải biết, hắn nhưng là rất rõ ràng chính mình phái đồ bội hồng là đi làm cái gì. Cái kia trên người của đối phương. Hắn cưỡng chế lấy bi phẫn cùng nộ hỏa, đối thanh niên hỏi. Người đến cùng là người nào? Đối mặt hắn hỏi thăm, thanh niên một tay chấp sau lưng, một đôi mắt hờ hững nhìn xem hắn. Không phải ngươi phái hắn tới diệt tộc ta sao? Bản thân, Diệp gia gia chủ Diệp vô thương. Cái gì? Lời này vừa nói, liền đồ phượng lâm cũng là đã. Hiển nhiên không nghĩ tới, Diệp gia bên trong, lại còn có một tôn thiên tượng cảnh đại tông sư cường giả. Nhưng mà rất nhanh, nội tâm của hắn liền bị vô tận nộ hỏa cho dính đầy. Đồ hỗn trướng, liền ta đồ hải đao tông trưởng lão cũng dám vết, ai cho ngươi lá gan. Nói xong, hắn cũng không cho Diệp vô thương trả lời cơ hồ, trực tiếp đối sau lưng nói giết hắn. Hắn vừa mới nói xong, trong khoảnh khắc, ngũ đại thiên voi đại tông sư đồng loạt ra tay, ngũ đại sát chiêu trực tiếp cường thế đánh tới. Tuy là không biết rõ vì sao tầng sáu đồ bội hồng sẽ chết tại tầng một trong tay dịp vô thương. Nhưng mà bọn hắn rất rõ ràng, giữa hai bên ân oán, đã là kẻ thù sống còn để hình dung. Nếu là không thể giết dịp vô thương, trẻ tuổi như vậy thiên kiêu rời đi, đồ hải đao tông liền sẽ vĩnh viễn không được an bình nguyên cớ trong lúc nhất thời, bọn hắn liền đạt thành thỏa thuận, năm đạo khủng bố đao quang, mang theo bao bọc vô biên đao khí, hướng về dịp vô thương che lấp mà tới. Âm âm. Trong lúc nhất thời, thương khung chấn động, bạo phong tự nhiên mà hiện, linh khí bạo tẩu. Năm tôn thiên tượng đại tông sư liên thủ một kích, trình độ đáng sợ, vượt quá tưởng tượng của mọi người. Càng chưa nói, trong đó còn có thiên tượng tầng chính đại trưởng lão đáng sợ như vậy một kích cái thanh niên này chỉ sợ là không ngăn được a à. trong lúc nhất thời đã không có người lại đi nhìn kỹ dịp vô thương nhưng mà đối mặt dạng này tại mọi người nhìn tới vô cùng đáng sợ một kích dịp vô song thần sắc lại không có biến hóa chút nào chỉ thấy khóe miệng của hắn phát họa ra một chút khinh miệt theo sau nhàn nhạt mở miệng trò mèo nói xong chỉ thấy hắn một tay phất lên phụ ma đau trực tiếp tại tay đau tại tay khí thế của hắn lại lần nữa trèo lên chợt tăng không chỉ gấp đôi ngay sau đó hắn một tay cầm đau nghênh không mà rơi cường thế vung lên vạn thú triều thương hưu một đạo mấy chục trượng đao quang nháy mắt phá xuất mang theo bao bọc vô tận đao ý phá diệt hết thảy tại mọi người không thể tưởng tượng nổi đôi mắt phía dưới một đao kia trực tiếp đem ngũ đại cường giả liên thủ một kích toàn lực ngay tại chỗ đánh tan mà Diệp Vô Thương bản thân, không có chút nào thương thế. Ngược lại là đồ hải đao tông năm vị đại tông sư cường giả, bị cổ lực lượng đáng sợ này trực tiếp chấn thuộc lùi mấy chục bước mới dừng lại. Giờ phút này, bọn hắn ngẩng đầu, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn đối phương. Tuyệt đối không ngờ rằng, đối phương vậy mà đáng sợ như thế. Đại trưởng lão cùng đồ phượng lâm liếc nhau một cái, theo sau chậm chậm nói. Đao ý. Lời này vừa nói, bốn phía vô số người ánh mắt đều mang một chút kinh hãi tới đao ý đây chính là đao ý a à, toàn bộ đồ hải đao tông trên dưới loại trừ khai sơn tổ sư đã từng lĩnh ngộ qua sau này liền đao ý hình thức ban đầu đều chưa từng lĩnh ngộ qua cái này cũng đủ để có thể thấy được ý cảnh tại vĩnh hằng thế giới đến cùng có biết bao khó mà lĩnh ngộ lúc này đồ hải đao tông ngủ đại cường giả lúc này sắc mặt cũng ngưng trọng đến cực điểm đáng tiếc Dịp Vô Thương lại chẳng thèm cùng bọn họ tại nơi này nói nhảm. Thực lực như thế cũng xứng mang theo đao tông danh xưng. Thật là ném đi thiên hạ đao tu mặt, để các ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì là chân chính đao tu. Nói xong, hắn trên dưới quanh người, nháy mắt bộc phát ra trước đó chưa từng có khủng bố đao ý. Kèm theo hắn nên không một kích, một vòng đố kỵ đáng sợ hàng quan theo trên đao phá xuất, hướng về ngũ đại cường giả tập sát mà đi. Vạn xuyên đao quyết trăm thuyền tranh lưu. Hưu. PS. Nói đến tăng thêm quy tắc A, giữ gốc canh 5, 1.000 hoa tươi canh 1, 30 phiếu đánh giá canh 1, 3 cái bình luận canh 1, tùy ý một lần khen thưởng canh 1. Tân thư thời điểm mấy rời rất khó chịu, hy vọng mọi người ủng hộ ủng hộ, bái tạ. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 19 Nửa bước tử phủ Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Âm âm. Đáng sợ phong mang phun trào thương sinh, từng mảnh từng mảnh đại địa rung chuyển không thôi. Một đạo đao mang quanh minh mà ra, trong khoảnh khắc hóa thành mấy trăm đạo chảy xiết, mang theo bao bọc đáng sợ tới cực điểm đao ý, hướng về đồ hải đao tông năm vị đại tông sư mà tới. Một đao kia, quán xuyên dịp vô thương toàn bộ thực lực, đáng sợ đến cực điểm. Cái gì? Quả nhiên, đối mặt với một đau kia, dù cho là ngũ đại tông sư, giờ phút này cũng là sắc mặt kinh biến không thôi. Không có suy nghĩ nhiều, bọn hắn trực tiếp tế ra chính mình sát chiêu mạnh nhất, muốn đem nó ngăn trở. Nhưng mà, trước thực lực tuyệt đối, hết thảy đều là hư ảo. Chỉ lần này một đau, trực tiếp đem bọn hắn sát chiêu đánh tan, đồng thời cái kia đáng sợ đau mang, trực tiếp đem bọn hắn đánh bay ngược ra ngoài. Từng đạo thân thể rơi trên mặt đất, máu tươi không ngừng phun ra, thương thế nghiêm trọng đến cực điểm. Một đao, năm vị đại tông sư, bại, lại không một chiến lực lượng. Một màn này, không biết rõ để bao nhiêu chấn động đến cực điểm. Đáng tiếc, dịp vô thương lại không có cho bọn hắn suy nghĩ nhiều thời gian. Chỉ thấy tay hắn cầm phụ ma đao, từng bước một hướng về mấy người đi đến. Theo sau, hắn chém ra một đao, một đạo đao mang nhắm thẳng vào năm vị đại tông sư đây là muốn đem nó một lần hành động diệt sát ý tứ. Mọi người ở đây cho là mấy người hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm. Đột nhiên, tại hậu sơn bên trong, một đạo đáng sợ đau mang đột nhiên xuất hiện, đem dịp vô thương một đau kia cho phá mất. Mọi người gặp cái này, không khỏi giật mình, dương mắt nhìn lên. Chỉ thấy tại đồ hải đao tông hậu sơn chỗ sâu, một đạo già nhưng vẫn tráng kiện lão giả đột nhiên bay lên trời, hướng về nơi này mà tới. Nhìn thấy người này, mọi người đầu tiên là giật mình, theo sau lập tức chấn động không thôi. Là đồ hải đao tông thái thượng trưởng lão Khương Hạc, trời ạ, à, hắn không phải tọa hóa ư. Lão gia hỏa này lại còn không có chết, cái này sao có thể? Khương Hạc tại 500 năm trước liền đã từng vang danh thiên hạ, bây giờ lại còn sống sót. Chẳng lẽ, hắn đột phá tử phủ cảnh? Thu được mới thọ nguyên? Không, cũng không có, hẳn là tu luyện bí pháp, cộng thêm nhiều duyên thọ đang dược treo mới sống đến bây giờ không tệ hắn cảnh giới bây giờ hẳn là nửa bước tử phủ cảnh mọi người lao nhau bên trong nói thẳng ra hắn thời khắc này trạng thái nhìn thấy chính mình một đau bị phá dịp vô thương híp híp mắt nhìn xem cái này tiểu lão đầu không nói một lời khương hạt một bước đạp không nhìn xem tông môn của mình một mảnh hỗn độn lập tức giận không thể tha thứ thật can đảm Tới ta đồ hải đao tông dương oai, cũng không nhìn một chút chính mình bao nhiêu cân lượng, chết đi cho ta. Khương hạt một đời, làm việc tác phong cường thế đã quen, tăng thêm bây giờ tu vi lại là nửa bước tử phủ cảnh. Trong mắt hắn, chỉ là một cái thiên tượng cảnh tầng một dịp vô thương, cũng thật là không có bị hắn để vào mắt. Hắn mười điểm tự tin, toàn bộ đại hạ, chỉ cần vương đô bên trong những tử phủ cảnh kia lão quái vật không ra, hắn sẽ không sợ sợ bất luận kẻ nào. Nhìn xem hướng về chính mình ngang đao đánh tới khương hạt, dịp vô thương lạnh nhạt cười một tiếng. Nửa bước tử phủ. Trong giọng nói của hắn, mang theo một chút khinh miệt. Ngay sau đó, liền nhìn tay hắn cầm trường đao, một đao trên không rơi xuống. Vạn xuyên đao quyết vạn xuyên quy hải. Âm âm. Kèm theo một tiếng này kinh thiên vang vọng, mấy trăm dặm khu vực nháy mắt sụp đổ. Một đao ra, thiên địa dị tượng hiện chỉ thấy trên trời cao, phản phất có vạn đạo thiên hà chi thủy rủ xuống đồng dạng, mang theo bao bọc thương sinh lực lượng, hướng về Khương Hạc mà tới. Vô số người bị một ngày này dị tượng cho chấn động đến. Bởi vì bọn hắn nhìn ra, những thiên hà chi thủy này, dĩ nhiên là vô số đau ý tạo thành. Như vậy lít nha lít nhít đau ý ngưng kết, nhìn vô số đầu người vẽ mặt tê dại. Giờ phút này, bọn hắn nguyên bản cảm thấy Khương Hạc xuất thủ phía sau, có thể xoay chuyển càng không ý nghĩ cũng phát sinh biến hóa. Quả nhiên, đối mặt với một chiêu này, cho dù là Khương Hạc, cũng từ lúc mới bắt đầu bạo lộ biến thành kinh hải. Hắn thế nào đều không nghĩ tới, trước mắt cái này thiên tượng cảnh tầng một sâu kiến, dĩ nhiên sẽ có như vậy khả năng thực lực. Không cho hắn suy nghĩ nhiều thời gian, cái này một thiên hà chi thủy, trực tiếp thôn phệ hắn sát chiêu. Theo sau, mang theo bao bọc đến mãi không hết vĩ ngạn lực lượng, đem nó bao phủ không? Một đạo già nua bên trong mang theo vô tận không cam lòng cùng hối hận âm thanh vang vọng tại trong thiên khung. Theo sau, âm thanh im bặt mà dừng, mà thiên địa dị tượng cũng biến mất theo. Mọi người ghé mắt nhìn lại, chỉ thấy một cái già nua khô quắc thi thể yên tĩnh nằm trên mặt đất, lại không một chút sinh mệnh chi khí. Một đao, nửa bức tử phủ cảnh uy tín lâu năm cường giả, ngay tại chỗ tử vong. Một màn này, triệt để rung động tâm thần của mọi người thật đáng sợ đây quả thật là một cái thiên tượng cảnh tận một đao khách có thể làm được ư trong lôi vân quận dĩ nhiên xuất hiện như vậy số một cường giả chúng ta dĩ nhiên chưa từng nghe thấy a à. liền khương hạc cũng không ngăn nổi hắn một đao nhìn tới cái này đồ hải đao tông là lại không một chút đường sống có thể đi đối với mọi người nghị luận dịp vô thương không chút nào để ý đôi mắt của hắn trực tiếp rơi vào phía trước giờ phút này một mặt xám trắng năm vị đại tông sư trên mình không có chút nào nói nhảm một vòng đao quang ép phá trời cao hướng về mấy người mà tới lần này lại không một người dám đứng ra ngăn cản dịp vô thương kèm theo một đao này rơi xuống năm vị đại tông sư cường giả ngay tại chỗ tử vong lại không một chút khả năng sống sót theo sau dịp vô thương đứng ngạo nghễ tại đỉnh thiên khung nhìn xuống phía dưới đao quang tận ra không tính toán mỗi một đao rơi xuống, đều sẽ có mấy cái đồ hải đao tông đệ tử tử vong. Mà hắn đánh chết, cơ hồ đều là đồ hải đao tông hạch tâm, cùng rất nhiều đối với hắn lòng mang cừu hận đệ tử. Xác định không có người nào sau đó, hắn mới thu hồi phụ ma đao. Theo sau, ánh mắt của hắn đột nhiên nhất chuyển, hướng về nhìn bốn phía. Giờ khắc này, Phạm là bị ánh mắt của hắn quét đến cường giả, mặc kệ là thần hải cảnh tông sư, vẫn là thiên tượng cảnh đại tông sư, nhộn nhịp toàn thân rung lên, tranh thủ thời gian quay đầu đi, không dám cùng hắn đối diện. Đồ hải đao tông đã bị bản tọa tiêu diệt, bọn hắn tài nguyên đều là ta diệt gia, dám can đảm ra tay cướp đoạt, đừng trách bản tọa nâng đao nói chuyện. Hắn lời nói đặc biệt cường thế, không chút nào bận tâm mọi người mặt mũi. Nhưng đồ hải đao tông hạ tràn bày ở nơi này, giờ phút này căn bản không một người dám đứng ra phản bác. Mà cảnh cáo xong mọi người diệt vô thương, đang chuẩn bị đi về thông tri diệp gia người tới tiếp nhận nơi này. Đột nhiên, trong thức hải, âm thanh hệ thống hiếm thấy truyền ra. Kiểm tra đo lường đến có thế hôn phối đối tượng, phải chăng mở ra lục soát. Cái thanh âm này vừa ra, dịp vô thương bản thân cũng vì đó sững sờ, theo sau liền phản ứng lại. Có thể bị hệ thống nhìn trúng hôn phối đối tượng, không cần nói nhiều, khẳng định không đơn giản. Thế là, hắn nguyên bản chuẩn bị rời đi bước chân lại dừng lại. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 20 Nạp thiếp, chu tước huyết mạch. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Chỉ thấy bước chân hắn đạp mạnh, thân hình nháy mắt liền xuất hiện tại đồ hải đao tông trú địa chỗ sâu bên trong, một cái thần bí tiểu viện tử. Rất nhanh, tùy tùng hệ thống chỉ dẫn, hắn đi thẳng tới một chỗ thần bí trong địa lao. Chỉ thấy trong địa lao, dĩ nhiên toàn bộ giam giữ động tác 10 cái 16 tuổi tuổi trẻ thiếu nữ. Theo các nàng mặt tới nhìn, đều là phổ thông nhân gia cô nương. Mà dịp vô thương cũng theo nhiều nữ hài bên trong, liếc nhìn người hắn muốn tìm. Vận mệnh chi nhãn phát động, trực tiếp xem thấu nữ hài này lai lịch. Triệu thanh ca. Khí vận. Màu đỏ, tư chất. Thượng đẳng, bảo nguyên cảnh tầng một tu vi, thiên phú. Chu tước huyết mạch, tương lai có hy vọng thức tỉnh giới thiệu vắng tắt một cái tới từ tiểu gia tộc tiểu thư ngẫu nhiên phía dưới bị tu luyện ma công đồ hải đao tông thiếu tông chủ bắt được nơi này chuẩn bị cầm nàng tu luyện đồng thời vận mệnh chi nhãn trực tiếp đem hết thảy đều giới thiệu hoàn tất nguyên lai like, cái này thiếu tông chủ tu luyện ma công cần lấy thiếu nữ tinh huyết làm dẫn tử mà vì không làm người khác chú ý hắn chỉ có thể trong bóng tối cẩn thận tìm những cái kia nhà cùng khổ thiếu nữ hạ thủ. Đáng tiếc, hắn còn không có tu luyện thành công, liền bị giết đến tận cửa dịp vô thương cho một đao đánh chết. Một đao bổ ra cái địa lao này, dịp vô thương thản nhiên nói. Đồ hải đao tông đã bị bản tọa diệt, các ngươi tự do, đều rời đi nơi này a. À. Lời này vừa nói, tại trận nhiều thiếu nữ một mặt mộng, không biết nên nói cái gì. Ngược lại triệu thanh ca, đến cùng là gia tộc tiểu thư xuất thân, điều chỉnh một phen phía sau tranh thủ thời gian mang theo mọi người cảm ơn tới. Đa tạ ân công cứu ân huệ, tiểu nữ vô cùng cảm kích. Giờ phút này, nàng cũng là bị dịp vô thương khí thế cùng giá trị bộ mặt chiết phục. Xem như có tu vi trong người nàng, tự nhiên cảm nhận được vừa mới chiến đấu ba đồng. Nàng vận dụng nguyên thần, đem hết thảy đều thấy được. Chính nàng cũng không có nghĩ đến, mạnh như đồ hải đao tông, dĩ nhiên cũng sẽ có hướng một ngày bị diệt môn một ngày nhất là cái kia diệt môn, vẫn là một cái tuổi tác không lớn thanh niên. Cái kia từng cái khủng bố đại tông sư cường giả, tại trong tay hắn, tự như gà đất chó sành đồng dạng, bị của hắn một đao chém giết. Lúc nào, đại tông sư cường giả yếu đuối như thế? Mà dịp vô thương một đao kia rơi xuống, đem đồ hải đao tông thiếu tông chủ ngay tại chỗ chém giết một mạng, cũng là thật sâu khắc ở trong tâm linh của nàng. Nàng so với ai khác đều rõ ràng, bị bắt tới đây, lại phá vỡ đối phương tu luyện ma công, kết quả của nàng có thể tưởng tượng được. Nhưng mà, vận mệnh lại cho nàng mở ra cái nói đùa, một tôn cái thế bóng người xuất hiện, đem nàng giải cứu. Dịp vô thương nhìn kỹ triệu thanh ca nhìn một chút, trong lòng âm thầm gật gật đầu. Mặc kệ là tư chất vẫn là thiên phú, đều không kém, rất tốt. Hơn nữa tại giá trị bộ mặt gian phòng, nếu như Nguyệt Như Sương là 98 lời nói, nàng liền là 92 tất nhiên, đây là tại nàng không có thức tỉnh chu tước huyết mạch tình huống. Nếu là sau khi thức tỉnh, giá trị bộ mặt phương diện chỉ sợ sẽ tại tăng lên một cái cấp bậc. Phải biết, Nguyệt Như Sương tại không có thức tỉnh cấp chính đạo thể phía trước, nguyên giá trị cũng liền là 95 tả hữu. Tại nhìn xong Triệu Thanh Ca giới thiệu sau đó, Diệp Vô Thương cũng có tăng thêm đối phương nạp thiếp ý nghĩ. Bất quá hắn cũng không có trực tiếp mở miệng, ép buộc người sự tình, hắn cho tới bây giờ không làm, hắn muốn là cam tâm tình nguyện. Nhìn xem dịp vô thương nhìn chầm chầm vào chính mình, vốn là sinh lòng hảo cảm sắc mặt hắn không kềm nổi hơi đỏ lên, ngượng ngùng không thôi. Mãi cho đến chạng vạn tối, dịp vô thương cùng triệu thanh ca hai người, mới đưa nhiều thiếu nữ đưa xuống núi đi. Mà đạt được hắn triệu đến người dịp gia, cũng tiếp quản nơi này. Mặc dù bọn hắn cực kỳ chấn động, nhưng nhìn thấy đồ hải đao tông cái kia tàn tạ tông môn, còn có nhiều đại tông sư cường giả thi thể sau đó vẫn là không thể không tiếp nhận sự thật này bọn hắn giờ phút này trong lòng chấn động đến một cái cực điểm bọn hắn thế nào đều không nghĩ tới vì này thần bí gia chủ đại nhân lại có đáng sợ như vậy năng lực mạnh như đồ hải đao tông nói diệt liền diệt nhưng ngay sau đó liền là vô hạn kinh hỷ đồ hải đao tông bị diệt bọn hắn tài nguyên tự nhiên về diệt gia tất cả có nhiều như vậy tài nguyên dịp uy vũ có tuyệt đối tự tin tại trong ba năm để dịp gia thực lực trở lại lúc trước mà hắn cũng rõ ràng có dịp vô thương tại toàn bộ đại hạ vương triều có thể động dịp gia thế lực không cao hơn hai chữ số tử phủ cảnh cường giả không ra có thế lực nào lại là dịp gia đối thủ một chỗ sườn núi nhỏ dịp vô thương cùng triệu thanh ca đứng đối mặt nhau trải qua một ngày ở chung hai người cũng là gần gũi hơn khá nhiều triệu cô nương, hiện tại ngươi tự do, không biết rõ có tính toán gì. Diệp vô thương cũng là trực tiếp hỏi. Nghe nói như thế, triệu thanh ca thần sắc không khỏi ảm đạm. Có thể có tính toán gì, thanh ca bây giờ dạng này, cho dù là trở lại triệu gia, cũng chạy không thoát bị gia tộc gã cho người khác thông gia vận mệnh, thậm chí, bởi vì việc này, thông gia đối tượng cũng sẽ không nhiều tốt. Lời này ngược lại không giả, tuy là nơi này là vĩnh hằng đại lục, nhưng mà nữ sinh danh dự đồng dạng trọng yếu. Nghe đến đó, Diệp Vô Thương trầm mặt một chút, cũng không che giấu nữa ý nghĩ của mình. Thanh ca, ta muốn nạp ngươi làm thiếp, không biết rõ ngươi có thể nguyện ý. Diệp Vô Thương cũng không phải người ngu, từ hôm nay đối phương liên tiếp nhìn về phía mình trong ánh mắt, cũng nhìn thấy đối phương tình nghĩa. Loại chuyện này, hắn đương nhiên sẽ không để nữ sinh mở miệng trước, trực tiếp lựa chọn chính mình mở miệng. Quả nhiên, lời này vừa nói, Triệu Thanh Ca lập tức toàn thân chấn động, theo sau sắc mặt chấn động ứng đỏ. Nhưng mà theo nàng ngượng ngùng bên trong có thể nhìn ra, nàng mười điểm thích thú. Ta nguyện ý. Quả nhiên, Triệu Thanh Ca cũng là mười điểm dứt khoát đáp ứng xuống. Nàng biết dịp vô song có một cái thê tử, hơn nữa thực lực của đối phương cùng thiên phú rất khủng bố. Đối với làm thiếp, nàng không có chút nào bài xích. Cho dạng này một tôn thiên kiêu cường giả làm thiếp, nàng là nghĩ cũng không dám nghĩ voi. Thậm chí, nàng còn không dám đối dịp vô thương thẳng thắn nội tâm, sợ bị cười nhạo mình không biết tự lượng sức mình. Hiện tại dịp vô thương chủ động mở miệng, nàng nơi nào còn có cự tuyệt đạo lý. Nghe được câu trả lời của nàng, dịp vô thương cười nhạt một tiếng, theo sau nắm bàn tay nhỏ của nàng. Khoảng thời gian này dịp gia có chút bận rộn, ngươi nếu là nguyện ý, trước hết cùng ta trở về dịp gia nghỉ ngơi một đoạn thời gian, đến lúc đó ta dẫn ngươi đi triệu gia cầu hôn mặc dù là làm thiếp nhưng mà cho ta dịp vô thương làm thiếp cái kia cho lễ tiết là tuyệt đối sẽ không ít nghe nói như thế triệu thanh ca lập tức cảm động không thôi xúc động phía sau nàng cũng là đỏ mặt mười điểm to gan tại dịp vô thương trên gương mặt hôn một thoáng theo sau chạy chậm rời đi gặp cái này dịp vô thương không khỏi sờ lên gương mặt của mình theo sau cười cười tải áp nghe trọng bộ ở phần mô tả